Từ khi nào mà cậu biết cậu là... Từ hồi lớp 9 cơ. Khi mà tớ đọc những quyển sách về những người đó, tớ thấy mình giống họ. Thế cho nên là cậu mới không thèm để tâm đến hai cô nàng xinh đẹp này đúng không? Không phải, tớ không để tâm tới tất cả con gái chứ không gì hai cậu. Từ hồi lớp 9, khi mà tớ biết mình thuộc dự định thứ 3, tớ đã rất sốc. Nhưng cũng từ đó mà tớ biết được những sở thích của mình là từ đâu ra. Này, thế cậu có thích mặc đồ của phụ nữ không? Không, cũng sở hơi à. Tớ chỉ thích nấu ăn, cắm hoa, chơi chung với con trai và ngắm các chàng trai thôi. Thế cậu có để ý đến ai không? Ai? Ai đấy? Nói đi. Đó là... Nói đi, có đẹp trai không? Đó là thầy dạy toán lớp mình. Cái gì? Cũng có lắm. Mà thấy già lắm rồi. Các cậu đáng ghét quá, đáng ghét, đáng ghét quá. Phải tìm cho ra lời giải đáp về giới tính thật của Quân. Chúng ta có những dữ liệu là một cậu chàng thích nấu ăn, yêu hoa lá cỏ cây và không để ý đặc biệt tới một cô gái nào. Vân ơi, xuống anh nhờ một tí. Cái bọn này nó đi đâu nhỉ? Vâng vâng, em xuống ngay đây ạ. Này! Anh thích hoa lắm đúng không? Chứ chúng mày hỏi như dở hơi ấy nhỉ? Hoa ư? Hoa thì ai mà chả thích? Bởi vì hoa làm cho cả cuộc đời này tươi đẹp hơn. Có phải anh cũng thích nấu ăn đúng không ạ? Đúng như thế! Cực thích là đằng khác đúng không? Nấu ăn là cả một nghệ thuật. Mà nghệ thuật thì ai mà chả yêu? Anh cũng vừa nấu xong một bữa trưa. Hôm nay nhá, có canh cá lóc ngon tuyệt cú mèo. Mà hôm nay sao chúng mày cứ hỏi như dở hơi thế à? Anh Minh! Anh bị đồng tình đúng không? Hả? Có đúng không? Anh khai không? Không sao. Anh Minh! Anh khai thật đi! Đàn ông gì mà 30 tuổi đầu rồi không có nổi một cô người yêu, mà suốt ngày cỏ cây hoa lá, suốt ngày nội trợ nấu nướng. Anh Minh, anh có phải là gay không? Này nhá, ông anh của các cô nhá là 100% đàn ông. Anh chưa có bạn gái là bởi vì anh chưa thấy hợp một cô nào cả. Đừng có nghĩ rằng là anh ế nghe chưa. Sao anh thích hoa thế? Vườn cây của ông. Ông thì già rồi, anh không giúp cho ông thì ai à? Cô có bao giờ tưới cho ông được một xô nước không? Hả? Thế tại sao lúc nào anh cũng thích nấu nướng, thích cơm ngon canh ngọt, thích nấu món này món kia? Sao anh không để em thì tại em bận học suốt nên... Rồi hai cô dở hơi, đi vào mà dọn cơm ngay đi. Vâng ạ. Đây con gái này, ngon không? Không. Ăn đi con. À bố ơi, con hỏi bố chuyện này. Bố có quen ai bị đồng tính không hả bố? Trời ơi, con gái tôi hôm nay tại sao lại hỏi bố điều ấy hả? Chả là ở lớp con có cậu Quân. Chính là Quân mà vẫn hay đến nhà mình ấy bố. Hôm nay cậu ấy thú nhận với con, cậu ấy bị gay. Quân nó nói với con như vậy à? Vâng. Hương này. Dạ. Những người đồng tính không phải là những người bệnh nhá. Giới tính của họ như vậy là do bẩm sinh chứ không phải là do truyền nhiễm. Vì vậy con phải hết sức trân trọng họ, không được kỳ thị họ nữa chứ. Bố, con hiểu điều đó mà. Rồi, con gái của bố hiểu như vậy là bố rất mừng. Bởi vì bây giờ ở ngoài xã hội có rất nhiều người hiểu sai, dẫn đến việc kỳ thị họ. Con cũng thấy thế.
Thế nên con muốn hỏi bố xem mình có cách nào chữa cho họ được không hả bố? Chốc nữa bố sẽ tìm tài liệu để con đọc, để con hiểu thêm. Vân Hương, hai đứa làm gì đấy? Cô cháu mình tìm chỗ nào nói chuyện cô nhá. Các cháu bảo sao? Giả sử Quân nhà cô không phải là đàn ông á? Tưởng chuyện gì? Chuyện đấy thì cô biết từ lâu rồi. Hả? Cô biết lâu rồi hả? Không phải như thế. Hai cái đứa dở hơi này. Chuyện là thế này, bố Quân đi từ lúc Quân mới 3 tuổi. Từ bé Quân chỉ sống với mẹ. Vì vậy mà tính cách của Quân có nhiều thiên hướng là phụ nữ. Việc này là cô đã biết từ lâu. Cô đã từng nói chuyện với nhiều bác sĩ tâm lý. Mọi người bảo cô là không phải lo, cứ để cho Quân phát triển tự nhiên. Việc Quân có bị đồng tính hay không ấy là còn do nhận thức của bạn ấy nữa. Cô đã để ý từ lâu. Nhưng cô tin ở con trai mình. Cô ơi, lỡ mà cô cho Quân đi kiểm tra tâm lý và kết quả cho biết rằng Quân bị đồng tính thì sao hả cô? Thì cô chấp nhận chứ sao? Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Chúng cháu hiểu rồi cô ạ. Cho dù Quân là đàn ông hay là đồng tính đi chăng nữa thì tình bạn của ba bọn cháu mãi mãi không bao giờ phai cô ạ. Cô cảm ơn các cháu. Các cháu quả là những người bạn tốt. Đi, không sao đâu. Tớ không vào mà, tớ lên ạ. Yên tâm, nghe tớ đi. Cho dù cậu là đàn ông hay là đồng tính đi nữa thì ba chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân mà. Nhưng mà tớ ngại. Thôi anh, cứ tin được bọn tớ. Tớ ngại mà. Bọn tớ chờ ở ngoài. Này. Quân đúng không? Dạ. Hai bạn gái phải ngại đã đăng ký khám cho em rồi. Dạ. Em cứ tích vào bảng trắc nghiệm này nhé. Rồi em sẽ tìm được câu trả lời về giới tính thật của em. Hoa đẹp thế. Này, cậu nghĩ kết quả sẽ thế nào nhỉ? Lỡ mà Quân... Phủi phủi cái mồm cậu đi. Chẳng nhẽ cậu muốn bạn thân của mình là một cô bạn trai. À, không, cậu bạn trai như thế thì... là đàn ông không có nghĩa là phải khóc kem đâu. Tớ hết tiền rồi.